Hiện tại đang là 8 giờ sáng ngày mùng 9 tháng 9 năm 2019. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Thùng Cám nhé. Trên màn hình hiện tại là một chiếc sập thờ chân 10 giờ 8 thì chúng tôi vừa hoàn thiện cho bác khách hàng là bác Đoàn tại xã Hiền Đa, Cẩm Khê, Phú Thọ đây. Để sập thờ chúng tôi đục tích mai điệp nhưng mà là đục nền. Sản phẩm đã được hoàn thiện sơn xong rồi, đã hoàn thiện rồi. Thì hôm nay chúng tôi quay lại video clip giới thiệu quý vị khách hàng như là gửi đến bác Đoàn. Lát nữa thì chúng tôi sẽ cho xe và vận chuyển cho bác. 100% là được sản xuất từ chất liệu gỗ mita. Phần cổ và được đục chạm mà nghe chầu cuốn thư dạ mai điệp là đục nền. Đây còn rơi ngậm chữ Thọ chân nghe. Do là sản phẩm tôi đang để chỗ nó khá là chật chội nên là tôi không quay được chính diện được, tôi quay góc nghiêng này. Rồi, mọi người có nhu cầu thì có thể liên hệ với xưởng Đồ Gỗ Thùng Cám với số điện thoại là 0987 510 8 6, cơ sở có địa chỉ tại Hoàn Quốc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Xin chào và hẹn gặp lại những clip khác nhé.